cái bạn đó lấy tiền vô ấy. Cái gì vậy? Nè, cái món này món gì nè? Đột xỉ. Đột xỉ. Đầu tiên là hình phạt chảo dầu. Chàng trai trong mình hài cô gái. Người đàn ông mang giới tính nữ. Người đàn ông nghĩ mình là nữ suốt 23 năm. Quay lát để biết rồi cho nó có chụp được hay chưa? Rồi, ok mọi người. Bây giờ sẽ là khúc. Ok. Chưa bắt đầu vlog, chưa quay rồi biết cái vlog này xàm nha mọi người. Ok mọi người, bây giờ sẽ là đoạn bắt đầu vlog nha. Rồi. Rồi quay cậu quay ăn rồi em nghe. Chưa quay sao nữa. Rồi em nghe rồi. Đã chỉnh sao. 2, 3. Ok. Ở 2, 3. Ok. Ok chứ. Ok chứ. Rồi,
rồi, ok, và mọi người hãy cho một chàng bước tay cho sự kiện lần đầu tiên ăn bánh rau đi. Nghe nói dở đây nha mọi người, chứ tụi mình chơi với nhau thì mấy cái này nó bình thường, không có tự ái gì hết. Em bị dở đó mọi người, chứ tụi mình thì xuất phát điểm giống nhau, cũng là bần nông này kia thì cũng cơ nhỏ. Nó thì xong khoảng thời gian cũng nhân dịp là Beo mới đi tù về, tụi mình ăn uống nói chung là để ngồi nói lại những cái chuyện đã qua, kiểu kỷ niệm một năm đầy sống theo thất bại của cả team. Ok em ơi, tôi giao đồ luôn nha. Ok em tên gì? Bé Dương sẽ đồng hành cùng với gia đình LGBT trong lúc lần này nha. Em say hi mọi người, nói cái đi. Em thấy đây, 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 đây. Hay nè. Em cảm thấy áp lực không? Lẩu cà chua. Ăn bốn cái lẩu hả? À, ủa, em ơi, ăn hai cái đó luôn hả? Thầy vị. Thầy vị. Tôm thì là không, mọi người có muốn thử cái mùi tôm thì là cái mùi nắc quá ở cái tàn mùi đó. Mùi nắc của bà cái tàn đó. Ăn cái thử, ăn thử cái tôm thì là đi, tưởng nó ăn cái nắc khoai luôn. Mình ăn đầu ngươi không, 204 con. Ê, ăn bữa mỏng mình ăn cái gì ngồi xuống á, cái mực phỉ thúy đúng không? Mình biết mực phỉ thúy không? Có nghe đó bao giờ chưa Huy? Em biết không gì? Em vừa mới nghe cái mực phỉ thúy bây giờ. Thử đi, cuộc đời với mấy khi. Này giỡn thôi nha mọi người, chứ phải kiểu em bị khinh người này kia đâu. Ủa anh ơi, mực phỉ thúy, tôm phỉ thúy đúng không anh? Tôm đúng không? Tôm đúng không? À, ở đây có ai ốc heo không? Cái em trộn chung nó bổ. Một ốc, hai ốc. Ba. Chỉ thôi bây giờ mình ra chợ sớm. Mua lòng giấc heo nhặt đi. À quên, đi pha nước chắc. Bắt đầu tới cái hoạt động mà có lẽ là quý đại hội sẽ rất là mong chờ luôn á, đi pha nước chắc. Sao vậy đó? Không trắng luôn. Ăn không gì đó. Để chờ đi. Bây giờ hái con chắc luôn, nhìn chiếc mắm măng lên. Bây giờ đi bán chắc cho mọi người. Mọi người ơi, cứ theo dưới kinh nghiệm mà pha nước chắn của tôi thì mọi người cứ kiếm là cái gì mà hai người đợi mở vô nha. Không phải là không biết. Quay cái trải nghiệm lần đầu tiên vùng quý đó đi ăn hay lao kìa anh. Anh hay đi lao ở Bình Dương. Rồi bạn số 2 nha chị. Dạ đi đi, chờ chị ơi. Được, cái bạn đó lấy tiền vô ấy. Cái gì vậy? Nè, cái món món gì nè? Đột xị. Đột xị. Có đồ không nè? Nè, bà mỗi đứa giá thì để vô nè. Ok mọi người, sau khi đi đến chấm xong thì họ đồ ăn người ta đã lên hết, người ta sẽ chấp hết rồi. Cho nên bây giờ tụi mình sẽ chén miệng bằng thủ lực, tụi mình sẽ khai vị bằng bánh mặn hồng trước. Em ơi, em lên đừng bị mì luôn nha. Khỏi muối. Khỏi muối thì chúng ta muối đi vui. Hả? Muối đi muối em quên nữa. Lý với hậu đó thì chú thấy. Dạ, anh ơi, khỏi nhạc. Tại vì em đang quay vlog á. Nghe khỏi nhạc. Để em hát em nhảy. Dạ, ok. Cho tới chỗ này chú ý. Để em hát cái gì quay chặn tư quá vậy trời. Em đi xin hát. Rồi vô chuyên môn rồi. Tự nhiên giờ cái hát nhanh quên rồi, quên tiếng chung rồi. Cái hát này là đeo á, là bây giờ đeo. Kìa, anh hát cho nhảy kìa, anh ơi, anh nhảy sau đây nhìn em. Anh ơi, à, thằng em nó mới ăn lần đầu tiên nó nhảy đó. Béo, hát cái bài như mất rồi. Hát cái bài béo. Bài tôi gửi đi. Hát bài gì? 2, 3, vô. Đi trong đi về mày vô. Anh muốn đi đâu
là tết là tết nha.
Mỹ Linh kêu đừng kiếm nữa, không cho nó mở đèn nữa, cái quay quán chưa tao mở nữa kìa. Chỉ là 16 là có hả? Có, mở đèn. Ủa có hả? Vậy vậy thì kêu mở đèn nữa. Ủa bởi điện thoại của Quý thì sao? vậy là chuyện gì vậy? Phải là hỏi lại biết em biết. Chứ bao giờ mình sẽ bị cái chết chứ. Chị tưởng nha, không phải là tưởng cũng xui đâu. Mà tưởng như là em vẫn bầu người con Trinh đó. Sợ luôn. Chị thấy hả? Đời của Linh cũng chị rất là êm đềm. Chứ một năm gì tai nạn xe máy 3 lần, ta cũng bị bị chỉnh xe hơi 2 lần. Vậy mà bây giờ vẫn ngồi đây được rồi. Bây giờ vẫn ngồi đây được rồi. Cái chồng thế,
giờ hỏi nè, ví dụ mà có nước để xin nước anh là làm sao? Ngon một qua mình tả ra chùm xe đó nó sao? Ví dụ này có nước lại xin nước anh nữa, nó sao làm gì nó? Ồ, kêu sao? Mẹ con dưới thì nó lại dùng đi chơi cũng không làm gì. Không nè, em hỏi lệ, ví dụ mà có đứa con nhỏ lạ lạ trong trong lớp lại nó xin chú anh làm sao? Thì sao? Ông đi họ ra khỏi nhà tôi,
đi con cặp tao mà. Bây giờ tắt không? Tắt cái nhạo ôm mày trắng, sắp like mày đó. Nhưng mà nó tắt bạn á. Chúc cả nhà ngủ ngon, đi ngủ nha. Trời ơi, tắt đi ngủ luôn mày. Kêu mày được nha. Bà ơi, chuyện nói đến nơi clip rồi, mày là đúng hả? Đi hả? Ủa đánh sao? Ủa đánh rồi clip luôn. Kẻ bà đang ra nhưng mà bà không quay mặt bà ấy, chẳng hơi quay gì kia, quay ngoài cái cửa. Tình yêu là thế sao? Vậy có khi nào nữa anh cũng đánh em không? Nói thiệt đi, chứ anh đánh em mà anh đứng em chăm sóc. Em không đâm anh cái nào. Sau khi mà thanh toán xong thì mình sẽ nè, chuẩn bị nè. Công ty gia đình tiếp tục bị chửi nè. Bỏ bánh điện thoại. À cái máy đó ai bắt có đi tìm được hay gì á? Cái máy đó ai bắt có đi tìm được vậy? Không có đi nội vậy? Ông qua chị, ông qua chị, chị em thôi à, chị em biết chị ơi, ê mọi người à, ăn xong rồi thì tụi mình sẽ đi đi đâu? Xe đồ thay để ngồi sao? Very very far. Đẹp nó cũng không trả giá hả? 200 bạc thôi. Discount me one hundred đúng không? 100. No. So far. Very far. Tao phải chỉ dầm dầm nè. Lấy này là nó nắm sắc luôn. Tài chuẩn bị ra thêm gì của ba quá. Lắm. Không biết ngành mà hay đòi à, để đi mua cho, để đi đổi nha. Nó kêu bẩn ai nè. Ai hay la là sẵn sàng. Oh no. Oh my god. Oh what. Ok 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 ok. Nó gà đó. À chuẩn bị nha, tới nè. Đầu tiên là hình phạt chảo dầu. Khi mà xong chảo dầu là sẽ đến cái tờ hình phạt mà gọi là ôm cục lửa. Và sẽ có hình phạt cho chuột ăn hít. Ờ vừa quá. Tự nói tự ghê luôn. Rồi khi mà đến cái hình phạt này thì ai mà đẹp nhất thì người đó sẽ bị phạt đầu tiên. Yeah, được phạt. Yeah. Rồi. Đây như bạn có thấy. Thì ở dưới đây cũng người ta có mặc đồ như chúng ta thôi. Kiểu giống như một cái đám trẻ mà đi thám hiểm á. Nè thì mình đang thám hiểm nè. Nhìn thấy nè, thấy chưa? Ở dưới đó kìa. Kìa mấy người đó người ta xuống lâu rồi, tao không có chân kìa. Đó, mày không có đầu gì kìa. Không có đầu. Mấy người đó là cái tội hổn. Đồng ý lên đó. Ở dưới này thì tới Noel người ta vẫn trang trí cây thông ở trển cho tụi mình chụp hình luôn nha. Nhưng mà chụp hình Noel kìa. Kiếm cái gì Noel đó. Thôi. Có mấy người tiếc cái này. Má ơi thôi đừng chụp giờ này. Để ở trong chụp, đây má ơi. Chụp với mấy đứa. Chụp đi 9 đứa chụp hồi ra giờ đếm 15 16 đứa. Ở dưới này cũng có idol K-pop nữa trển nha. Không, mình lên rồi. Trần Giang nè, Dương Giang nè. Tụi mình tính sẽ có dự định là hả, năm sau tụi mình sẽ đi Bangkok đó mọi người. Em mình sẽ dắt mấy bạn này đi Bangkok. Đó, tụi mình sẽ cùng nhau đi Bangkok đó mọi người, đó. Tất cả tụi mình luôn, cụ thể là em mình với Tài, hai đứa đi. Mấy đứa này em ru à mọi người. Kỳ quá, không biết có đi không nữa. Hay là hai đứa mình đi nữa không xã?
hai đứa mình sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất ha ông xã. Ông xã ơi, nhưng mà anh có yêu em tới cuối đời không? Cuối đời cụ thể là cỡ 2 năm rưỡi không? Em mới đi Hàn Quốc về hả? Dạ, dạ không, em mình về. Vậy hả? Dạ, em... Anh nhá xeo. Dạ. Kimchi. Iku iku. Vậy chứ ta gặp pha đừng muốn ta làm mặt thì sao? Có những cái em thấy nó bị nhảm á ta. Vậy có những cái em thấy nó bị nhảm mà tại vì em yêu anh cho nên em thấy em bỏ qua. Em bỏ qua thật sự. Ok nè, 1, 2, 3. Ok mọi người, và sau khi mà đã ăn tối xong thì nãy giờ tụi mình có ngồi ở sườn cây, một cái chỗ mà bữa hổm đã quay vlog một lần đúng không? Em thấy nhẫn mọi người đi. Nhưng mà nó khác lắm kìa, cũng không giống. Nghe cả cái bịch mà lâu câu á, cái bịch nho, bịch dâu rồi á. Cái gì cũng khác hết trơn. Sụn đồ thái. Móc dân mà đâu nước ra được. Sao mà ngoại. Hả? Nếu mà đưa bán đồ uống thì em biết. Không em, tại vì người ta đi rồi thì người ta truyền tải kinh nghiệm. Chị không có thể hiện cái đó, có tính cách không được. Nó xấu mà ơi. Xin ngoại. Thật sự luôn, để giải thích cho mọi người nghe. Anh giải thích tiếp em anh. Em bị hiểu lầm kìa. Không có. Em bị hiểu lầm. Hiểu lầm em rồi đó. Thì ở đây là một cái nơi mà rất là quen thuộc với gia đình LGBT nha mọi người. Tụi mình hay ra đây giả lộn. Quậy làng, quậy xóm rồi này. Nói chung là ngồi chiêu chiêu, trong bô, đứa trai. Có chứa nội dung được cả tiền của quảng cáo. Quạt. Tới mày đó. Lúc ta chưa hề quên một vòng trái đất. Mây ngồi đây, mây ngồi đây. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm bé. Bà gì mà khóc khét tao mày hát đi. Giờ đây tôi muốn mới đọc lại Bình Dương nữa là mới. Vậy tính ra là Mỹ Linh có chồng ở Bình Dương hả? Ừ, mẹ đọc là Bình Dương đúng. Mẹ đám cưới đã tôi sẽ đám cưới ở Bình Dương. Ủa không mà chị Thịnh, chị hỏi thiệt là ai ở ai Bình Dương cũng vậy hả Thịnh? Cũng giống cưng hả? Em cũng không biết là đọc lại Bình Dương cũng gì. Là em đó. Là em ở Bình Dương. Hồng ơi Dương. Qua coi tóc có hay cái clip của ông quay cái bà cô gì có cái có người mai mốt tôi tao quay cưng đó hoa. Chàng trai hay nói gì hầm 19-20 năm nay. Ừ,
chứ đâu không biết là cái độc lạ Bình Dương là cái gì. Đây 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 bỏ ông trả hôn người ta lắm nha xa này không trả luôn cũng như là tao chuột quá mày muốn cho tao không hôn mày nữa cho nên mày nói mày là con chuột đúng không mày chứ chuột con chú heo nữa ông trả hướng ơi em giết hai cái con này nó đuổi về đi kệ người ta, người ta nhẫn nhảy chồng người ta mà ê Hậu, anh thấy cái clip mà mấy mình ngồi Đà Lạt cái nướng thịt mà em hung nó xong cái anh nhìn đó có coi clip không? Ừ, ta comment ta chửi em quá trời. Ta nói nếu người ta mà là cái nếu mà người ta mà là anh á là người ta đánh em gì đó. Nghỉ chơi gì đó. Nghỉ chơi rồi. Hai đứa. Nghỉ chơi rồi vô ý thức, vô duyên rồi đó. Tao tưởng đâu Hậu là người lạ rồi tao ngồi cái bên tao hung rồi. Người xin phép gì đó. Phải xin phép anh Hậu mà nó có viên nhiễm không? Một nụ hôn của mình thôi là 2 triệu mấy thôi. Nhưng mà một chiều xuân thì hạ thu đông. Ông xã ơi, thằng Thịnh nó bị hùng đúng không? Bởi vậy nó mới mua Mỹ Linh đúng không? Mỹ Linh cũng không muốn không cả. Ông xã ơi, nhìn hôm qua nhìn hai đứa cãi nhau đáng sợ đi. Mốt ông xã không được như vậy nha. Vậy mai có đang cà phê chiều không? Tới đâu? Không đâu. Biết đủ đi đâu. Ủa cũng về Bình Dương hả? Nhà đài chuẩn bị quay cưng cũng vậy hả? Nhà đài liên hệ hai chồng chuẩn bị quay cưng rồi đó. Cô gái ngủ bạn đi cà phê suốt 75 năm. Cô gái chi 10 tỷ đồng cho những quán cà phê gãi gác. Cô gái biến thành ly cà phê. Cô gái làm dâu ở Bình Dương biến thành ly cà phê, nhiễu cà phê quá nhiều. Còn thôi thì vậy thôi thì mời Mỹ Linh nó đi cà phê đi mới. Mời Thịnh về mình lên thôi. Tao quen Thịnh thôi. Chàng trai ở Bình Dương cưới ly cà phê. Chàng trai nghiện cà phê cưới ly cà phê của mình. Ly cà phê bắt mê. Ủa mà sao bữa nay bê đeo len nữa vậy? Sao bê đeo len vậy? Nhà đại tổng giống hả? Nhà đại lại ghi hình nữa. Tụi gái mất như cái gì. Chàng trai trong mình hài cô gái. Người đàn ông mang giới tính nữ. Người đàn ông nghĩ mình là nữ suốt 23 năm. Bởi vì mày là... Ủa, đi ra kìa. Ê, đi ra kìa. Không, mày không thấy. Đâu? Ủa, sao em đâu gặp đâu. Nghĩ trên bởi không thấy. Thấy gặp đâu gì vậy.
rồi như mày. Ừ, đúng rồi đó, thúi là thúi mấy cái răng đó đó. Tại có bốn tay. Nó dở. Nhưng mà hút chỗ này thì em cũng hút đồ mình thôi à. Không có trời nào. Không có. Thế giới đó. Mày sợ chụp tao coi con người có bao nhiêu cây răng vậy? Là 32 cây luôn. Thôi nó chứ nói vậy mọi người đừng có người hiểu lầm em tôi nha. Có bị thiệt không? Kẹo tôi biết kẹo tao gói rồi. Mình kê cả cây rồi chịu. Tự hào bụng. Xài luôn mỗi. Ủa nào về Bình Dương. Hình như không phải một đài đâu đó. Ba bốn kênh. Ba bốn kênh. 1 4 giờ. 6 kênh. Không lấy xe được. Lấy xe ở đâu? Để xe để trong xe á. Cái xe để trong xe còn chịu hết xe để trong nhà. Chịu hết nhà để trong xe á. Nhà vệ sinh ở trong nhà mà nhà ở nhà. Nhà vệ sinh ở trong nhà mình ở dưới lông xiên á. Lấy vô chai đi. Lấy vô chai đi rồi rồi xin ly nước đá. Lấy vô mặt. Ủa quý ơi, bác có quần gì vậy? Ok mọi người, cái buổi ăn tất niên ngày hôm nay chắc là sẽ phải dừng lại tại đây nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đồng hành cùng gia đình LGBT. Trên danh nghĩa nhưng mà thực tế là chỉ có một mình em mình thôi. Nói nha mọi người. Ok. Ok. Oh yeah. Ok. Ok mọi người và bình thường tất niên là lại tất niên là gì vậy ta? Tất tay. Tất niên để làm cái gì? Tất tay. Kết thúc rồi. Ăn mừng kết thúc rồi. Tất tay. Tất tay. Mẹ năm lần có đếm năm lần vậy đó. Lão bữa nói gì ta? Hợp tim. Hợp tim. Nói vậy kìa mất tim. Anh nói gì rồi đúng không? Hợp tim. Hợp tim. Sầm cái ngoài cái đỉnh đó. Nãy giờ anh Hậu cũng nói 90 lần chứ là tim mình. Mà không coi cũng có điếm Hậu nói kìa. Rồi 7 tắt lần luôn. Chỗ mà nói chuyện đó đó. Chen. Mà đứng lâu rồi. Chen. Mà lúc anh nói vậy anh không biết luôn. Vì là bị bệnh nên nó không. Nên là bị liệu. Bệnh người già đó hả? Alzheimer rồi đó. Kiểu nói xong quên liền. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem vlog đến đây. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe với Nhân Gian nha mọi người. Và mời mọi người hãy cùng xem tiếp những vlog sau cùng đồng hành với Amy trong những cái vlog sau đó nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye. Ok.